Vâng thưa quý vị, bước vào nửa tháng cuối năm 2023, chuẩn bị chào đón năm mới 2024. Hiện thị trường kinh doanh lịch năm mới đang bước vào cao điểm mùa vụ, đa dạng mẫu mã, màu sắc, hứa hẹn một năm mới với những điều mới, thuận lợi và may mắn. Ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Chính thức nhập số lượng lịch năm mới từ tháng 11 năm 2023. Đến nay, lượng bán lẻ lịch tại các nhà sách được đánh giá tương đối ổn định. Đa số khách hàng ưu tiên mua lịch lốc sẵn, lịch theo bộ có xu hướng bán chậm hơn. Phần lớn vì nhu cầu khách lẻ chưa nhiều và vì nền kinh tế khó khăn nên doanh nghiệp gia giảm số lượng đặt hàng. Mặt khác, với tâm lý chờ các đơn vị, nhãn hàng biếu tặng nên người dân chưa có nhu cầu tự mua cũng là nguyên nhân dẫn đến sức mua chậm. Mỗi năm trước thì tụi em bán ra tầm khoảng tất cả các mẫu lịch của tụi em, lịch lốc á, thì có thể là tầm khoảng 350. Thì năm nay tụi em nghĩ chắc phải là giảm được một ít đi, tại vì cũng ảnh hưởng đến kinh tế của mình. Bán lẻ thì có thể là tăng lên, còn doanh nghiệp thì bây giờ hiện tại cũng là cuối tháng 12 rồi, họ đã đặt trước từ tháng 11, tháng 10 rồi, nên là doanh nghiệp thì chắc có thể họ sẽ không đặt nữa. Lịch năm Giáp Thìn 2024 với biểu tượng trang trí chủ đạo làm năm rồng. Ngoài ra có thêm nhiều các thiết kế khác phải kể đến như hình tượng cây mai vàng, biển đảo quê hương, sự phát triển, phồn thịnh của đất nước, phong cảnh mùa xuân. Những hình tượng biểu tượng được cách điệu như chữ tài lộc phúc, chữ chúc mừng năm mới. Tất cả được thiết kế theo bố cục bắt mắt, phù hợp, tạo nên một bìa lịch họa tiết cân đối và đẹp. Đầu tháng 10 á, là công ty cũng đã bắt đầu là treo bảng rồi quảng cáo các mẫu lịch cũng đa dạng phong phú rồi này kia, treo tất cả các nhà sách, cố gắng là làm sao mà có một cái mức chiết khấu đặc biệt để mà khuyến khích cho người tiêu dùng và này kia, trong cái phần nào để giảm bớt cái phần chiết khấu lợi nhuận của công ty. Và khả năng mà cũng như nói như là đầu thì khả năng mà tồn đọng thì không có, thì chỉ có là cái mức doanh thu thì nó không cao. Hiện lịch bán lẻ có giá dao động từ 80.000 đồng đến hơn 500.000 đồng mỗi bộ. Ngoài lịch lốc và treo tường, ngoài các cửa hàng còn bán lịch để bàn và lịch sổ tay, thêm lựa chọn cho người tiêu dùng. Để tăng sức mua và giữ chân khách hàng, các doanh nghiệp nhà kinh doanh cũng đang phát triển thêm mạng lưới kinh doanh, quảng bá bằng hình thức online.